chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, hay còn gọi là chợ Tân Xuân, là một trong ba ngôi chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Chợ được chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 21 tháng 11 năm 2003. Trên cơ sở di dời các chợ bán sỉ, những mặt hàng nông sản tại nội ô thành phố, và ngày 15 tháng 5 năm 2008, chợ khai trương đưa vào hoạt động thêm nhà lồng chợ thịt heo và tiếp nhận thương nhân kinh doanh ngành thịt ở các chợ Phạm Văn Hai, chợ Hóc Môn và chợ Bầu Nai. Như vậy, hàng hóa lưu thông chủ yếu tại chợ là rau củ các loại, trái cây và thịt heo. Ngôi chợ với thiết kế kiến trúc gồm một nhà lồng chuyên rau củ quả với hơn 250 điểm kinh doanh và một nhà lồng chuyên thịt heo với 100 điểm kinh doanh trên diện tích gần 10 hectare. Đến nay, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có số lượng hàng hóa bình quân nhập về chợ gần 2.800 tấn trong một ngày đêm. Các loại mặt hàng ở đây rất đa dạng và phong phú, có nguồn gốc 95% là hàng sản xuất, chăn nuôi trong nước, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây, miền Đông và miền Bắc. Và chợ tọa lạc tại xã Xuân Thế Đông, huyện Hóc Môn là một huyện ngoại thành nên rất thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm do bà con sản xuất, góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển cây trồng và chăn nuôi tại địa phương. Chợ do công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là công ty con do công ty cổ phần thương mại Hóc Môn thành lập theo quyết định số 58/2003/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2003 và bộ máy quản lý điều hành hoạt động chợ bao gồm chủ tịch công ty, ban giám đốc 4 người gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc. 3 phòng nghiệp vụ bao gồm phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán và phòng kinh doanh. Có 4 đội trực thuộc gồm đội bảo vệ, đội thu phí, đội kỹ thuật và đội bốc xếp. Sơ lược các lãnh đạo công ty từ khi thành lập cho đến nay: 1. Ông Lê Văn Mỹ, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại Hóc Môn, kiêm chủ tịch công ty chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến 31 tháng 3 năm 2014, giai đoạn từ ngày 1 tháng 5 2017 cho đến nay. 2. Ông Tô Văn Liêm, bí thư đảng ủy, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại Hóc Môn, giám đốc công ty từ ngày 30 tháng 9 năm 2003 đến 31 tháng 3 năm 2014, chủ tịch công ty từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến ngày 1 tháng 5 2017. 3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại Hóc Môn, phó giám đốc công ty từ ngày 20 tháng 10 năm 2003 đến 31 tháng 3 2014, giám đốc công ty từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến nay. 4. Bà Bùi Thị Ngọc Ánh, phó giám đốc từ ngày 20 tháng 10 năm 2003 đến nay. 5. Bà Lê Hồng Đào, phó giám đốc kế toán trưởng công ty chợ đầu mối từ ngày 20 tháng 10 năm 2003 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014, phó giám đốc từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến nay. 6. Ông Lê Văn Tiễn, phó giám đốc phó trưởng phòng kinh doanh từ ngày 1 tháng 11 năm 2003 đến ngày 14 tháng 9 năm 2007, trưởng phòng kinh doanh từ ngày 15 tháng 9 năm 2007 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014, phó giám đốc từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến nay. Với tổng số lao động hiện nay là 430 người, trong đó lao động chiếm số lượng đông nhất là đội bốc xếp với 269 người, kế đến là đội bảo vệ 80 người, khối văn phòng 30 người, đội thu phí 24 người và đội kỹ thuật 8 người. Ban điều hành đội bốc xếp 19 người. Chợ đầu mối Hóc Môn với đặc thù là hoạt động kinh doanh 24/24 và tập trung cao điểm vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng và từ 11 giờ đến 19 giờ. Do đó, đội bảo vệ và đội bốc xếp của chợ được chia theo ca kíp đảm bảo hướng dẫn và lên xuống hàng hóa ra vào chợ nhanh chóng để không bị ùn tắc. Chợ được trang bị đầy đủ các hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống camera an ninh toàn chợ, kho bãi, điều kiện ánh sáng đầy đủ, đảm bảo cho chợ hoạt động. Với khối lượng giao dịch gần 2.800 tấn mỗi ngày, thì công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa luôn được công ty quan tâm, triển khai, hướng dẫn để thương nhân thực hiện. Hàng hóa nhập chợ phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ năm 2014, chợ đang từng bước thực hiện quy trình mô hình thí điểm chợ an toàn thực phẩm và giai đoạn đầu thực hiện đối với sản phẩm thịt heo, làm sao sản phẩm được đưa ra thị trường đạt chất lượng an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và tạo uy tín trong việc xây dựng thương hiệu Hóc Môn Agro Market.
về kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính và hoạt động kinh doanh khai thác dịch vụ tại công ty qua 15 năm từ năm 2004 đến năm 2018 đạt được. Doanh thu từ 9 tỷ 900 triệu lên 114 tỷ, lợi nhuận thực hiện từ 1 tỷ 300 triệu đến nay đạt 34 tỷ, nộp ngân sách nhà nước từ 3 tỷ 500 triệu và ước năm 2018 nộp 17 tỷ 800 triệu. Lao động năm 2004 là 365 người và năm 2018 là 442 người. Thu nhập người lao động tăng, năm 2004 thu nhập bình quân 1 triệu 600 ngàn đồng người trên tháng và tổng thu nhập bình quân năm 2018 là 10 triệu 800 ngàn đồng. Về hoạt động kinh doanh của thương nhân, 100% các điểm kinh doanh của hai nhà lồng được ký hợp đồng cho thuê. Những năm đầu đi vào hoạt động bình quân ngày đêm từ 500 đến 650 tấn, các năm sau tăng lên 1.500 tấn và đến nay là 2.800 tấn. Vào các ngày Tết, mùa vụ thì số lượng cao điểm tăng gấp đôi. Qua số liệu trên, ta thấy hàng hóa nhập chợ đều tăng qua các năm, nhưng đến thời điểm này đã bão hòa do mặt bằng đã phủ đầy và không còn diện tích để mở rộng. Với lượng hàng nhập về chợ như vậy, ngoài bộ máy quản lý của công ty chợ gần 450 người, để đảm bảo việc kinh doanh của thương nhân cũng như giải quyết trên 1.000 lao động thường xuyên tại chợ, chủ yếu là lao động địa phương và một số tỉnh lân cận. Hàng ngày, lượng người ra vào chợ giao dịch trên dưới 10.000 người. Hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, không những giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa phương mà thương nhân còn đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm trên 10 tỷ đồng. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã làm tốt vai trò là một trong những đầu mối cung cấp hàng hóa cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, nhất là đảm bảo nguồn cung vào các dịp lễ, Tết với chất lượng và giá cả phù hợp cho người tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn ngày càng ổn định và phát triển bền vững. Hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể của đơn vị luôn giữ vững danh hiệu vững mạnh, xuất sắc qua các năm. Chi bộ công ty chợ trực thuộc đảng bộ công ty cổ phần thương mại Hóc Môn với 30 đảng viên và phần lớn đảng viên đều giữ các vị trí chủ chốt của công ty. Các bạn đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào và là lực lượng kế thừa trong cán bộ nguồn của đơn vị. Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc công đoàn cơ sở công ty cổ phần thương mại Hóc Môn tham gia nhiều hoạt động phong trào, đóng góp nhiều thành tích cho đơn vị. Hội phụ nữ chợ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hóc Môn đến nay với tổng số hội viên là 152 người. Ngoài việc tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu chấp hành các quy định kinh doanh thì hoạt động xã hội từ thiện, thiện nguyện là một trong những hoạt động có nhiều đóng góp cùng với địa phương, thành phố trong việc chung tay vì cộng đồng, duy trì hoạt động thương nhân với công tác xã hội từ thiện hàng năm. Từ năm 2009 đến năm 2018, với sự chung tay vì cộng đồng của toàn thể quý vị thương nhân, cán bộ, người lao động, công ty và các mạnh thường quân đã xây dựng và sửa chữa 55 căn nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn và các tỉnh với trị giá gần 1 tỷ 600 triệu đồng, tặng 3.500 phần quà cho bà con khó khăn, giúp đỡ kịp thời nhân dân vùng bị thiên tai với trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng và đặc biệt năm 2017 đã kịp thời chia sẻ cho bà con các tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Tĩnh với số tiền trên 1 tỷ đồng. Người lao động công ty hàng năm đều trích 2 ngày lương đóng góp vào quỹ tương trợ của tổng công ty Bến Thành với tổng số tiền là 160 triệu đồng hàng năm. Hàng ngày, thương nhân trực tiếp kinh doanh còn ủng hộ rau, củ, trái cây cho các bếp ăn từ thiện, các bệnh viện, các trung tâm nuôi dưỡng người già, người bệnh tật. Tổng kinh phí đóng góp cho hoạt động vì cộng đồng qua 10 năm gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, một nhóm thương nhân kinh doanh tại chợ và một số cá nhân khác thành lập Hội Tình Thương Chợ Đầu Mối Hóc Môn. Hàng tháng mỗi thành viên đóng vào quỹ của hội từ 500 đến 1 triệu đồng. Qua 6 năm hoạt động đến nay, tổng số thành viên của hội là 35 người và hội chi dùng số tiền đóng góp đó vào hoạt động thiện nguyện như xây và sửa chữa nhà, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vốn cũng như tài trợ thường xuyên cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. Và đến nay, tổng số tiền hội tình thương đóng góp cho các hoạt động gần 1 tỷ đồng. 15 năm hình thành và phát triển, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào ngân sách nhà nước và giải quyết lao động địa phương và các tỉnh. Dù vậy, qua 15 năm đi vào hoạt động đến nay, chợ vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đó là những nhà dân xung quanh chợ trực tiếp hoặc cho thuê lại kinh doanh những mặt hàng trùng với những mặt hàng trong chợ đã ảnh hưởng đến việc mua bán của thương nhân.
trong khuôn viên chợ và đã gây ra sự ùn tắc giao thông cũng như những giờ cao điểm xả rác bừa bãi, mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Chợ không còn quỹ đất để đáp ứng nhu cầu mở rộng cho các hoạt động như bãi lưu đậu xe, kho chứa hàng. Nhân cái ngày kỷ niệm 15 năm á, chị gửi đến lời chúc là trước nhất là chị chúc các ban lãnh đạo ở công ty chợ là đã nhiệt tình giúp đỡ cho tiểu thương để xây dựng cái mặt chợ ngày càng khang trang hơn, và chợ luôn luôn để là chợ đầu mối của ba con chợ. Cũng chúc là công ty chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn càng ngày càng phát triển, cả nước ngoài cũng biết với cái chợ này. Chúc là tất thành công và tốt đẹp về tất cả. Thì tôi cũng mong rằng qua cái 15 năm sau khi hình thành và phát triển, thì tôi cũng yêu cầu tập thể cán bộ công nhân viên và bà con thương nhân chúng ta tuân thủ những cái chính sách, những cái chủ trương của nhà nước để cho công ty chợ phát triển một cách bền vững. Đó mới là cái ý nghĩa sâu xa của cái chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Kỷ niệm 15 năm thành lập chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là dịp để toàn thể cán bộ, người lao động và thương nhân cùng nhìn lại những thành quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại để đề ra những hướng đi mới, tầm nhìn mới, hòa chung với nhịp đập phát triển mạnh mẽ của đất nước, trở thành một trong những chợ đầu mối hàng đầu của thành phố, cả nước và sẽ là một trong những điểm tham quan thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.